Và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, lễ cô Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Uka Thanh, chúng con xin thọ trì tam tam bảo để ti dâm bi ma dân phần tê quy sung rakhanak tha yati sarane nasaha pancha sila niya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tạ ti dâm bi ma dân phần tê quy sung rakhanak tha yati sarane nasaha pancha sila niya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và kính sư, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, và sau đây con kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư Pháp Thanh ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Và sau đây thì xin truyền phần tam quy ngũ giới đến cho chư Phật tử. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyam bi buddhang saranang gacchami, dutiyam bi dhammang saranang gacchami, dutiyam bi sanghang saranang gacchami. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami, tatiyam bi dhammang saranang gacchami, tatiyam bi sanghang saranang gacchami. Tisaranang paribunang. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyam bi buddhang saranang gacchami, Dutiyam bi dhammang saranang gacchami, Dutiyam bi sanghang saranang gacchami, Tatiyam bi buddhang saranang gacchami, Tatiyam bi dhammang saranang gacchami, Tatiyam bi sanghang saranang gacchami. Banati bata viramani sikha badang sad samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là phê tranh xa sự sát sanh. Adinna dana viramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là phê tranh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara viramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là phê tranh xa sự tà dâm. Mút sa wada
Veramani Sika Banang Samadhiya Mi. Con xin vâng giữ điều học là quyết tránh xa sự nô dôi. Sukramaraya Machapmadathana Veramani Sika Banang Samadhiya Mi. Con xin vâng giữ điều học là quyết tránh xa sự uống rượu và các chất say. Imani Panchasika Bada Sadhu Kanka Tua Amadena Nichaka Lang Samarakthi Tắp Bằng. Chư Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy hình ngũ giới nơi tam bảo rồi phải răng rừng giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Sĩ lê ná nếu xú quá tình dân tí, sĩ lê ná cô gá xâm bá đa, sĩ lê ná nếu quá tình dân tí, tát ma si lăng quý sô thá dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang có đầy đủ đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi cây chư Phật tử răng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Banatibata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinna Dana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame Sumichachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Machapamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. À, sa thú lành thay. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Dhammade sanaya janagatha Brahma chaloka tibati sahambati katanjali antivarang ayang jatha santi tasak tapara jakha jatika deise tu thammang anukambimang bachang sak thamma ferin winayan jakayan suttan japan tham afitham machamang Ako tayanto chatusak chadandang bappo thaneye barisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như. Được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni. Tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng, kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và con kính dâng mít lại cho sư ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và nhờ cô Nguyên Trang Quang Hỷ
đọc cái phần chánh kinh. Cái bài học hôm nay là bài thứ 6. Là ngạ quỷ rõ thể gớm ghê. Giờ dạ mời cô Nguyên Trang Quang Hỷ đọc phần chánh kinh rồi sau đó sư sẽ giảng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ con kính lễ cô tu nữ Khê Ma, kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc phần chánh kinh. Ngạ quỷ sự ạ, câu số 6. Dạ kính thưa sư, ở trong của con là cái câu số 6 của con là chuyện ngạ quỷ ăn thịt năm đứa bé đúng không ạ? Nó dạ con xin tại vì trong cái cuốn sách của con. Dạ con xin đọc đọc phần chánh kinh ạ. Chuyện ngạ quỷ ăn thịt năm đứa bé. Bậc đầu sư kể chuyện này trong lúc trú tại Vasathi xá vệ. Trong làng nọ không xa Vasathi có một người vợ địa chủ không sinh con. Quyến thuộc của ông nói: "Để ta kiếm một cô gái khác cho ông." Nhưng ông không muốn, do lòng yêu thương vợ. Về sau, khi nghe chuyện này, bà vợ giục chồng đi cưới vợ khác để khỏi tuyệt dòng giống. Nhưng khi cô vợ mới có thai, người vợ vô sinh, lòng đầy ganh tị, đem thức ăn uống đãi một vị du sĩ và nhờ ông ấy thực hiện việc phá thai. Cô vợ kể chuyện với mẹ, bà liền triệu tập gia quyến đến bảo người vợ vô sinh: Chị đã làm chết con nó còn ở bụng." Người ấy đáp: "Tôi vô tội." Họ bảo: "Nếu chị vô tội, vậy hãy thề đi." Người ấy bèn thề độc: "Thách thức tai họa xảy đến nếu bà có tội." Không lâu sau đó, người ấy từ trần và tái sanh làm một nữ ngạ quỷ xấu xí ở không xa thành phố này. Cùng thời ấy, có 8 tỷ kheo đang an cư mùa mưa trong tỉnh đi đến Qua Xá Thí để ý kiến bậc đạo sư. Vừa vào một nơi trong rừng có bóng mát và nước chảy không xa làng. Sau đó, nữ ngạ quỷ hiện hình đứng trước vị trưởng lão. Một vị trong số ấy liền hỏi: "Trần truồng và xấu xí hình dung, ngươi thở mùi hôi thối nặc nồng, bao phủ toàn thân đầy bọ nhặn, ngươi là ai, đứng ở đây chăng?" Nữ ngạ quỷ đáp: "Tôn giả, con là ngạ quỷ nương, thần dân thống khổ của Diêm Vương, vì con đã phạm hành vi ác. Con đến cõi ma đối ẩn thân. Sáng ngày, 5 đứa bé con sinh. Chiều tối, 5 trai lại hiện hình. Tất cả con đều sâu xé hết, nhưng không vừa đủ để nuôi thân. Lòng con đang nóng cháy như rang, bốc khói vì cơn đói bạo tàn. Con chẳng tìm đâu ra nước uống. Hãy nhìn tai họa giáng đầu con." Khi nghe xong chuyện này, vị trưởng lão hỏi: "Ngày xưa đã phạm ác hạnh gì, do khẩu ý thân đã thực thi, nay phải đền bù vào tội lỗi, ngươi sâu xé lũ hài nhi." Sau đó, nữ ngạ quỷ kể cho vị trưởng lão về những việc mình đã làm. Vợ bé chồng con đang có thai. Con mưu việc ác, chống nàng hoài. Chính con với trí tâm điên đảo đã khiến nàng kia sảy bé trai. Thai chừng 2 tháng máu tuôn tràn. Bà mẹ dẫn đưa các họ hàng. Bà ấy bảo con thề độc hại và con bị phỉ báng muôn vàng. Chính con đã nhận lấy lời thề khủng khiếp tràn đầy dạ
giả dối kia. Nếu việc ấy do tôi tự tạo, thì tôi ăn thịt đám hài nhi. Do kết quả hành nghiệp của mình, cuộc đời thề độc ác gian manh, con xấu xé thịt bầy con trẻ, vì quá khứ con vấy máu tanh. Chư vị trưởng lão xúc động xót thương nữ ngạ quỷ, bèn đến nhà địa chủ kia, bảo ông hồi hướng đến ngạ quỷ, công đức buổi thọ trai, và ông cúng dường chư vị. Lập tức, nữ ngạ quỷ thoát khỏi cảnh khổ. Thành cảnh khổ kia, nhận được nhiều ân phước và hiện hình ban đêm cho người chồng thấy. Sau đó, chư trưởng lão đến Sa Quá Thí đúng thời và trình lên Đức Thế Tôn vấn đề ấy. Dạ kính thưa sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ sau đây con kính cung thỉnh sư giảng giải bài học cho chúng con ngày hôm nay ạ. À. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ cảm ơn cô Nguyên Trang đã đọc cái phần chánh kinh. Thì tùy theo cái lối dịch của mỗi vị thì trong cái quyển chú giải thì dịch là ngạ quỷ lõ thể gớm ghê, thì tùy theo, nhưng mà cái duyên sự thì nó cũng vẫn giống nhau. Ở đây là chư tăng thấy một cái nữ ngạ quỷ. À, thân hình thì không có y áo lõa thể, rồi tướng mạo thì rất là ghê gớm và có cái mùi hôi thối nồng nặc. Thì như trong phần chánh kinh đã nói là cái nguyên nhân mà cái ngạ quỷ này phải gánh chịu cái hậu quả khổ đau khôn lường. Thì ở trong đời sống đó, có những chúng sanh do cái tâm ganh tị tạo những cái ác bất thiện nghiệp, nhưng mà khi mà người ta biết, người ta nói á, thì những cái người này đó dùng những cái lời lẽ để bao biện để cho cái hành động của mình, hoặc là chối bỏ, không có nhận mình đã làm những cái ác bất thiện nghiệp đó. Rồi sao? Người ta dùng những cái lời thề, những cái lời thề độc do chúng sanh này sai lầm tà kiến, tức là nghĩ là mình thề vậy thôi chứ không có nhân, không có quả gì hết. Cho nên là khi mà cái nhân đã gieo, đến lúc cái quả nó trổ thì lúc đó hối hận ăn năn rồi chịu đựng trong cái hậu quả khốc liệt khôn lường. Thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống luôn luôn á, nếu mà chúng ta không có học, không có tìm hiểu về Phật pháp, không tìm hiểu về cái định luật nhân quả tuần hoàn, rồi vì mê lầm tà kiến cho nên chúng ta sống trong cái phiền não, thì cái câu chuyện xảy ra ở đây đó là do cái tâm ganh tị. Cái người vợ lớn thì không có thể sanh con được, cho nên là cô ta mới cưới một cái người thứ thiếp cho ông chồng của mình. Nhưng mà rồi khi mà cái người thứ thiếp, mà cái người vợ kế mà có mang đó, thì cô ta ganh tị sợ rằng khi mà cái người này mà sanh con đó thì sẽ được gia đình bên chồng quý mến và toàn bộ quyền lực sẽ về tay cái người vợ kế này, người thứ thiếp này.
Cho nên là mặc dù là ngoài miệng thì muốn cho cái người người vợ kế này đó, sinh con, nhưng mà khi mà nghe cô này có mang thai thì rất tâm làm hại để diệt trừ, không có để cô này sinh con. Rồi cái cô này đó thì cổ mới đem cái câu chuyện mà cổ bị sảy thai đó nói với mẹ mình. Rồi bà mẹ thì nói với những cái người thân bằng quyến thuộc. Rồi người ta mới nói là như vậy đó, là cái nguyên nhân mà sảy thai này á, là do cái cô vợ lớn. Thì cổ dùng những cái lời lẽ cổ chối bỏ cái ác bất thiện nghiệp này. Thì khi mà cổ chối bỏ như vậy đó thì người ta mới biểu cổ thề độc. Thì cổ mới thề rằng nếu mà cổ mà làm như vậy đó cho cổ ăn thịt những đứa con của mình như thế này thế khác đó. Cho nên khi mà làm cái việc mà ác thì sau khi thân hoại mạng chung với cái ác khẩu nghiệp nó đã đưa đến cô ta tái sanh vào cái loài ngạ quỷ, thân thể trần ruột lõa thể, rồi sáng thì sanh ra năm đứa con gái, rồi cổ xé xác ăn thịt năm đứa con này, rồi buổi chiều là sanh ra năm đứa bé trai, rồi cổ cũng xé xác ăn thịt những cái đứa bé đó do cái khẩu ác nghiệp mà cô ta đã tạo. Thì quý vị thấy rằng cái phiền não trong đời sống nó hết sức là ghê gớm. Chính cái phiền não nó thúc đẩy chúng ta tạo những cái nghiệp. Chính vì khi mà mê lầm, mê mờ lý trí, không phân biệt được thiện ác, cho nên là chúng ta đã bị phiền não nó sai sử. Thì ở đây gì? Vì cái tham muốn vào cái lợi lộc quyền lực để điều hành nắm quyền ở trong cái gia đình của bên chồng. Nhưng mà khi mà cái quyền lực, cái quyền lực này nó có thể bị mất. Cho nên là cái khi mà người khác ấy, có được cái sự yêu thương hơn, có thể nắm được cái quyền lực của mình đang có, cho nên cái gì, cái tâm, từ cái tâm tham nó sanh ra cái tâm sân, sân rồi ganh tị, hay là sở hữu tật đó, là ganh ghét đố kỵ, ganh năng tức ở với những cái lợi lộc của người khác. Cho nên là bằng mọi giá không có để cho người khác họ hơn mình. Cho nên là vì cái này mà những người này không từ bỏ các cái thủ đoạn để đạt được cái mục đích, để thỏa mãn cái tầm ganh tị, tật đố. Cho nên cái người mà khi mà cái tâm mà ganh tị nó sân khởi rồi đó, thì cái người này đó nó đi tới cái ác ác tà kiến, nghĩ ra những cái hành động ác này đó là không có đem đến cái quả gì hết. Cho nên những cái người này là họ mạnh dạn họ làm. Cho nên khi mà cái quả nó sanh ra thật là khốc liệt. Thành ra đó, qua những cái tích chuyện này đó, đây là những cái lời cảnh tỉnh
để chúng ta trong đời sống chúng ta tránh xa những cái phiền não nó dấy động trong nội tâm chúng ta. Một khi mà phiền não nó sanh khởi rồi thì sẽ mê mờ lý trí, rồi là khi mà cái ác nó sanh khởi rồi đó thì vì muốn thỏa mãn cái tâm ganh tị, không muốn ai hơn mình, không muốn ai chiếm đoạt những cái gì của mình đang có, cho nên là sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để mà đạt được cái mục đích. Thì lúc đầu là gì, không muốn mất dính mắc vào cái quyền lực, cái tài sản, rồi tạo ra cái nghiệp là sát sanh, giết một cái đứa bé từ còn nằm trong bụng mẹ. Rồi khi mà cái điều này bị người khác người ta suy đoán, người ta biết, thì sao? Thì bất chấp hậu quả, bất chấp thủ đoạn, dùng những cái lời lẽ thề thốt đưa đến cái nhân ác, cái khẩu nghiệp nói dối. Thầy đọc nghĩ là những cái lời thề này là để cho người ta tin thôi, chứ không không có đem, không có gây ra cái hậu quả. Nhưng mà khi mà cái quả nó đưa đến thì sống trong cảnh khổ đau khôn lường. Rồi những cái gì mà mình thề thì nó sẽ đưa đến cái điều tai hại. Thì ở trong đời sống có nhiều người vì cái người họ quen cái về cái khẩu nghiệp họ thề thốt dữ lắm, bất cứ cái điều gì việc phải cũng thề, việc trái cũng thề, có làm cũng thề, đụng tới họ là cũng dường như cái người này nó trở thành một cái thường cận của họ. Khi mà họ nói ra một cái điều gì đó thấy người khác có vẻ hoài nghi đó, là những cái người này sẵn sàng họ thề để gì, để lấy cái lòng tin của những người xung quanh. Cho nên là những cái người này họ thề thốt mà họ không có sợ, tại vì họ nghĩ là thề rồi gió bay chứ không có đem đến cái hậu quả gì hết. Cho nên là họ thề độc, thề bán mạng, thề đủ thứ chuyện hết để nhằm để mà che đậy cái những cái lỗi lầm, sự dối trá, những cái bất thiện của mình đã làm. Cho nên chúng ta là cái người hiểu biết về nhân quả, chúng ta phải tránh xa những cái ác bất thiện pháp này, và những cái gọi là cái khẩu nghiệp nha. Khi mà chúng ta dùng những cái lời nói mà chúng ta che đậy, bao biện, dấu trá cho những cái hành động sái quấy của mình, chúng ta nghĩ rằng coi như là không có đem đến cái tai hại, cho nên mình phải biết rằng tất cả dù là cái suy nghĩ đi chăng nữa đó, cái suy nghĩ mặc dù nó chưa thể hiện qua cái hành động,
chưa thể hiện qua cái lời nói, nhưng mà khi mà cái tác ý, cái suy nghĩ bất thiện đó là nó khởi lên trong tâm, làm cái tâm của chúng ta đã ô nhiễm rồi nè. Rồi không phải mà tự nhiên chúng ta làm, không phải tự nhiên mà chúng ta nói, à do cái những cái tác ý này nè, lúc đầu nó sanh khởi lên nhưng mà nó chưa mạnh. À, nếu mà chúng ta không khéo phản tỉnh, không khéo kiểm soát, à chúng ta dung túng đó, thì sao, mỗi lần cái tác ý nó sanh khởi lên thì nó mạnh thêm một chút, mỗi lần cái tác ý nó sanh khởi nó mạnh thêm một chút. À đây là gọi là tự tự tâm mình hỗ trợ cho mình. À đó, cho nên là cứ mỗi lần cái bực bội, cái khó chịu của mình á sanh khởi lên thì cái tác ý mình á nó muốn làm hại đối tượng, làm hại người khác, à, nó mạnh thêm một chút. Mà mình không hiểu rằng cái này đó là nó sẽ thúc đẩy, nó hỗ trợ để cái bất thiện một ngày nào đó đủ mạnh thì nó sẽ thể hiện qua thân, tạo thân ác nghiệp, thể hiện qua lời nói, tạo thành khẩu ác nghiệp. À, cho nên là do đó mà Đức Phật đã khuyên dạy chúng ta là phải luôn luôn phản tỉnh, xem xét các cái suy nghĩ, các cái tác ý, à, trước khi nói, trước khi làm. À, nếu những cái tác ý nào mà nó đem đến hại người khác, à, rồi mình không thấy là cái đó hại người khác thì sẽ gieo những cái nhân ác, à, thì nó sẽ đem đến hậu quả khổ đau tai hại cho chính bản thân. À, nếu mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta thấy rằng những điều nào hại người thì sẽ hại mình, à, từ đó chúng ta kịp thời ngăn chặn, à, dập tắt những cái tác ý không được tốt đẹp đó, à, rồi nhờ ngăn chặn kịp thời như vậy thì chúng ta sẽ tránh được, à, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, à, làm cho các cái phiền não nó lần lần nó suy yếu, à, và chúng ta tránh xa được, à, những cái hậu quả tai hại của các cái bất thiện pháp nó đem đến. À, cho nên á, trong đời sống chúng ta phải luôn luôn, à, xem xét cẩn trọng cái tác ý của mình. À, cái tác ý nó hết sức là quan trọng trong cái đời sống. À, nếu mà chúng ta, à, dễ vui, à, xem thường, à, không kiểm soát cái tâm hay là những cái tác ý sanh khởi từ trong lòng của chúng ta đó, thì dễ dàng cho tất cả những cái phiền não nó sai sử, à, nó sanh khởi lên rồi nó sai khiến, à, chúng ta tạo thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp. Nè. Mà khi mà cái tác ý này đó, khi mà chưa có thể hiện qua cái thân khẩu, nhưng mà khi mà tác ý bất thiện này nó đến những các bậc thánh nhân cao quý ấy, thì nó cũng sẽ đem đến cái hậu quả tai hại. À, chứ không phải là nói là cái, à, khi nào mà nói ra hay là hành động thì nó mới đưa đến cái hậu quả. À, cho nên, à, các cái vị trưởng lão, à, khuyên dạy là đừng bao giờ xem thường phiền não. À, trong một ngày nếu mà chúng ta có sự xem xét, à, cái tâm của chúng ta đó,
Thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà những cái lúc nào mà chúng ta dễ vui, chảnh mãn, không có giữ cái chánh niệm trong hiện tại, thì như vậy thì phiền não sẽ sanh khởi ngay tức khắc nè, chứ không có đợi, không có đợi chờ, không có bất cứ lúc nào, ngay cả khi mà chúng ta là đang tu tập, đang hành thiền, hoặc là chúng ta đang học kinh học pháp gì đó, chẳng hạn, nếu mà chúng ta không kiểm soát, chúng ta dễ vui thì cái tâm buông lung, phóng dật, nó sẽ sanh khởi và nó sẽ lôi cuốn chúng ta chạy theo những cái suy tính cho tương lai, hay là hoặc là nhớ tưởng cái việc quá khứ, rồi sau đó là một những cái phiền não nó sanh khởi. Cho nên trong cái nghiệp báo thì Đức nói rằng không có một chúng sanh gieo nhân và không có một chúng sanh gặt quả. Nếu mà chúng ta nói cái người A này mà trong hiện tại này đang gánh chịu cái hậu quả là do người này đã gieo trong quá khứ, thì như vậy là thuộc về thường kiến. Vì cái người này đã gieo trong quá khứ rồi, bây giờ cái người này hoặc gặt quả trong hiện tại. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng không có một con người, không có một chúng sanh A, chúng sanh B nào. Và chính cái người này vì không có người thì làm sao mà có cái người để tạo tác, và cũng không có một cái người để mà gặt quả. Chỉ là cái dòng nghiệp lực, phiền não triền miên từ quá khứ cho đến hiện tại. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết như vậy. Nhưng mà đôi lúc ở trong cái đời sống, chúng ta dùng cái ngôn từ chế định, đây là cô A, đây là cậu B, vân vân, để gì, để chỉ những cái cá nhân. Chứ còn nếu mà chúng ta nhìn theo cái chân đế thì không có cô A mà cũng không có cậu B, không có một cái chúng sanh nào hết, tất cả chỉ là danh sắc hay là ngũ quẩn. Thì khi mà chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta sẽ tránh khỏi được tất cả những cái bất thiện. Chính vì sai lầm tà kiến chấp thủ, rồi cho rằng có cái tôi, mà khi mà tà kiến sai lầm chấp thủ như vậy đó, thì sao, phiền não nó sanh khởi, ngã mạn, rồi tham lam, sân hận, bỏng sẻn, ganh tị, một chuỗi dài nó sẽ sanh khởi. Mà khi mà tà kiến sai lầm như vậy đó thì nó sẽ thúc đẩy, sai sử, điều khiển chúng ta làm những cái điều bất thiện, gieo những cái chủng tử không có tốt đẹp. Cho nên là cái bất thiện là gì? Là bệnh hoạn, là nhân xấu cho quả khổ. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu biết Phật pháp, thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, xem xét khoảng tỉnh từ những cái tác ý của mình. Có như vậy đó thì chúng ta kịp thời dập tắt, ngăn ngừa những cái bất thiện pháp nó sanh khởi, và từ đó chúng ta phát triển cái trí tuệ, phát triển những cái chủng tử, những cái thiện pháp. Rồi khi mà chúng ta không kiểm soát
thì cái thường cận, cái thường cận trong đời sống đó, là chúng ta sống chung với ác bất thiện. Khi mà chúng ta ngăn ngừa, ngăn trừ với trí tuệ, chúng ta biết được, hiểu biết được nhân quả, thì sao? Chúng ta sẽ có trí tuệ và chúng ta có tạm quý là sự ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi. Chính những cái sở hữu tốt đẹp này đó, nó sẽ nâng đỡ chúng ta, nó sẽ là cái sự ngăn ngừa, ngăn trừ để chúng ta tránh xa các cái ác bất thiện pháp. Cho đến khi nào mà chúng ta tu tập đạt đến thánh đạo thánh quả, thì lúc đó đó là cái tầm tự động của các bậc thánh nó sẽ chế ngự các cái ác bất thiện pháp. Thành ra đó phải tu tập từng bước. Còn nếu mà trong đời sống chúng ta học, chúng ta tìm hiểu, hiểu biết về luật nhân quả, rồi hiểu biết về cái giới, nhưng mà vì chúng ta giải đãi dễ vui, rồi để tham sân si, tất cả những cái phiền não nó dấy động, nó bao phủ che án, rồi nó sai sử chúng ta tạo tác, thì khi đưa đến cái hậu quả tai hại khôn lường. Cái tai hại này có thể ngay trong đời sống hiện tại cũng như nhiều nhiều kiếp sống trong tương lai. Cho nên là cái điều quan trọng ở đây là chúng ta nhớ là Đức Phật dạy, tức là luôn luôn phải có sự nỗ lực xem xét, phản tỉnh đối với thân nghiệp, khẩu nghiệp, mà nhất là ý nghiệp, mà chúng ta kịp thời ngăn chặn, dập tắt những cái tác ý bất thiện, rồi những cái tác ý thiện lành, cái tác ý về sự nỗ lực tu tập, thiền định, thiền tuệ, sự nỗ lực tu tập học pháp, hành pháp, và luôn luôn chúng ta kiểm soát, phản tỉnh cái nội tâm của chúng ta, suốt tất cả các thời gian, thì như vậy đó, chúng ta sẽ có sự phòng hộ ngay từ chính cái nội tâm của chúng ta nha. Thì những cái ác bất thiện pháp không có điều kiện để sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta hiểu biết Phật pháp, nhưng mà vì chúng ta còn dễ vui, còn xu hướng theo những cái sai lầm tà kiến, thì như vậy chúng ta sẽ còn gieo những cái chủng tử không tốt đẹp, rồi đi đến nhận lấy những cái hậu quả khổ đau. Thì trong cái phần ngạo quỷ sự này đó, thì sư cũng xin giải thích và chia sẻ với quý vị một chút ít những cái hiểu biết. Cái phước báo này thì kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý phật tử hiểu biết và luôn luôn trong đời sống chúng ta có sự phản tỉnh, xem xét cái cẩn trọng cái tác ý của mình, chúng ta có sự hổ thẹn các cái ác bất thiện pháp, và
ghê sợ tất cả những cái ác bất thiện pháp, những cái hành động, những cái lời nói sai quấy, để chúng ta tránh xa những cái tai hại khổ đau ngay trong đời sống hiện tại và ngày tương lai. Cầu chúc tất cả quý vị luôn luôn khỏe mạnh an vui và thực hành theo lời Phật dạy. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, và con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, và con xin kính đảnh lễ cô tu nữ Khe Ma, và con xin kính chào tại đạo tràng. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và bạch sư, nguyên như có một câu hỏi theo cái lời dạy của sư á, thì khi mà mình gặp cái gì mình cũng thề hết á bạch sư, thì nó có một cái nghiệp sư nói á, hồi nãy sư dạy cho tụi con á, là không có nên đụng cái gì cũng thề. Thì nguyên như xin hỏi là tự vì mình thề như vậy là mình phạm trong một trong cái chỗ mà nói dối, hay là mình thề thì khi mà mình có làm hay không làm á, thì mình bị những cái nghiệp của mình nó trở lại nó hành mình, hoặc là khi mà mình thề như vậy á, thì có chư thiện thần ở ở chung quanh mình nghe rồi họ sẽ phạt mình bạch sư. Và xin sư phân tích cái chi pháp đó cho tụi con hiểu nhiều một chút sư, bạch sư. Và con xin dâng bích lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Theo cái tục ngữ ở thế gian mình á, khi mà có những cái cuộc mà cãi giả đó, thì người nào cũng cho mình là đúng. Rồi có khi là thề thốt rồi thế này thế khác để bao biện, để tránh né những cái mà mình làm. Thì người ta nói sao, mày thề đi, nhưng mà có dai giác, hai bên dai giác làm chứng, hay là hoặc là cái câu nói là 32 cái răng đóng trăng lưỡi. Rồi hai người ta nói là chứ mày thề đi có trời đất làm chứng. Cái đó là cái theo cái phong tục của thế gian, tại vì người ta không có biết thì người ta nói, chứ sự thật ra đó không có ông thần nào đi theo mà làm chứng ba vụ đó. Mấy vị chư thiên là mấy vị mà ấy, người ta có cái công việc, có cái đời sống của người ta, ai mà đi theo làm chứng ba chuyện tào lao không? Chuyện của ai nấy làm, nhân quả của ai gieo thì nấy nấy lãnh, ai làm chứng làm gì không? Nhưng mà vì cái thiếu hiểu biết những người phàm nhân thì người ta nói như vậy. Rồi cái người mà bất chấp thủ đoạn, bất chấp cái hậu quả do mê lầm tà kiến, họ nghĩ rằng thề cho qua chứ không có đâu. Cho nên là vì những chúng sanh này đó, họ rơi vào cái đoạn kiến. Mà quý vị biết rằng những cái chúng sanh mà rơi vào cái đoạn kiến này nè, khi mà họ nghĩ là không có nhân, không có quả gì hết, chết là hết, không có thiên đàng, không có địa ngục, không có cái gì hết, không? Cho nên là vì cái mê lầm tà kiến này á, thì những chúng sanh này á, không từ bất cứ một cái ác bất thiện pháp nào. Cho nên là những người mà đoạn kiến này nè, coi như là đa phần rơi vào những cái cảnh giới khổ đau, địa ngục, những cái địa ngục vô gián, tại vì họ không có sợ, không có từ bất cứ một cái hành động
độc ác mà họ miếng làm sao mà họ đạt được cái họ muốn. Cho nên là ở đây đó không có một cái vị nào mà trừng phạt, mà chính cái bất thiện, cái nghiệp lực bất thiện này nó trở thành thường cận, thường cận hàng ngày hàng ngày hàng ngày hàng ngày, do cái mãnh lực đó đó, nó sẽ dẫn dắt những cái người này đi tái sanh. Chứ không có ai mà ngồi đó mà phán xử mà theo dõi hết. Nhưng mà sao cái người này đó, mặc dù họ có cái lời nói họ thề thốt dối gạt những người xung quanh, nhưng mà trong nội tâm họ họ biết không, biết cái điều đó là ác, họ biết cái điều đó là dối trá, là dối gạt không, họ biết chứ. Thành ra đó, ở trong cái bài kinh Karani Đức Phật nói rằng chân thật hoàn toàn chân thật, tức là chúng ta phải chân thật với chính mình trước. Khi mình hiểu biết rồi, mình biết cái đó tôi có lỗi lầm, tôi biết, thì từ đó mình sẽ sửa đổi. Còn khi mà mình tự lừa dối mình, Đức Phật trong kinh nói là trường uống như con lươn, chúng ta dặn qua bẻ lại để né tránh những cái sai phạm, những cái lỗi lầm, rồi chúng ta bao biện, chúng ta che đậy biện bạch cho những cái đó, thì sao, thì chúng ta sẽ còn tiếp tục sai lầm, và những lần sau đó những cái sai lầm này nó còn ghê gớm, nó còn sâu hơn cái lần trước nữa. Cho nên á, khi mà chúng ta có trí tuệ thì sẽ có tàm, có quý. Hai cái điều này rất là quan trọng. Chính nhờ hai cái tàm quý này đó, nó sẽ nâng đỡ chúng ta tránh xa các ác bất thiện pháp. Còn nếu mà chúng ta tham, sân, si rồi thì sao? Vô tàm, vô quý. Thì khi mà vô tàm vô quý nó nổi lên, bất chấp thủ đoạn, bất chấp hậu quả, không có sợ, không có từ nan bất cứ một cái việc ác nào hết, thì tự nhiên do cái định luật nghiệp báo, nhân đã gieo thì quả trổ. Chứ còn sự thật ra không có thánh thần, không có ai mà ghi chép, không có ai mà đi theo mà quan sát mà theo dõi để mà trừng phạt nè. Đó, thành ra Đức Phật mới nói đó, chính cái ác, chính cái nhân ác nó trừng phạt cái người làm ác. Mà ở đây cũng không có người làm ác nữa, mà chính những cái ác từ trong cái luồng tâm thức nó tạo thành cái năng lực nghiệp báo để chúng sanh này phải trả, phải gánh lấy cái hậu quả khổ đau. Chứ còn như hồi nãy tôi nói là Đức Phật nói là không có một người gieo nhân mà cũng không có một người gặt quả, bởi vì đâu có ai, chỉ là cái dòng nghiệp báo triền miên đó. Không, cái gì sa di mà lỡ ông thầy ổng dùng cái cán quạt, ổng kêu cái vị sa di này vậy, nhưng mà chẳng may là vô tình cái cán quạt nó làm cái vị này bị thương hư trong mắt, thì cái vị thầy mới xin lỗi, xin lỗi sám hối với cái em sa di. Thì ông sa di nói là bạch ngài, lỗi này không phải ở ngài mà cũng không phải lỗi ở con, cái lỗi này là do
nghiệp báo triền miên. Bởi vì cái vị mà sa di này đã đắc quả a la hán rồi, cho nên mặc dù là bị thương, con mắt mà nó hư như vậy đó, máu chảy, nhưng mà vị này vẫn không một chút mà sân hận quán trách cái ông thầy của mình đó. Thành ra đó, ở đây không có ai phán xử, mà chính nội tâm chúng ta tự xem xét và tự phán xét. Rồi cái năng lực của nghiệp báo, cái định luật nó vận hành. Những người thả gieo những cái chủng tử tốt đẹp thì sẽ cho cái quả an vui. Những người nào mà gieo những cái ác bất thiện nghiệp thì cái quả khổ đau. Nhưng mà trong đời sống này nè, chúng ta thấy rằng á, chúng ta tưởng là chư thiên là mãi mãi là chư thiên, mà ngạ quỷ là mãi mãi là ngạ quỷ. Vì sao? Vì có những chúng sanh vừa tạo thiện mà cũng vừa tạo ác. Cho nên á, là có những chúng sanh á, nửa ngày là chư thiên mà nửa ngày là ngạ quỷ. Hay là quý vị thấy ở trong đời sống cái có những con người á, cái tâm của họ nó có hai mặt. Thì quý vị thấy rằng có những cái bộ phim nó nói về những cái người đó. Cái người này xin nhớ hồi đó có một cái câu chuyện nói là cái ông bác sĩ. Ông bác sĩ này ngày đó nha, ổng là rất là thánh thiện, rất là tốt. Ổng giúp người rồi kia hết sức, ổng tận tình, ổng trị bệnh, ổng cứu chữa rồi người ta. Nhưng mà buổi tối á, ổng là đi giết người. Nó có hai bộ mặt cái tâm tánh này. Tại sao? Cái này á, nếu mà người ta nói theo cái tâm lý học của thế gian á, thì cái người này đó là gọi là tâm thần phân liệt. Có những lúc là nó rơi vào cái thiện, nhưng mà có những lúc là nó bị rơi vào cái bất thiện, cái ác, mà họ không kiểm soát được. Thật ra đó, cái này là cái do cái nhân quá khứ, tức là vừa có tạo thiện mà vừa có tạo bất thiện. Cho nên đó, là cái lúc đó, thì sống với thiện, mà có lúc đó, thì sống với ác. Cho nên đó, có những chúng sanh họ vì hiểu si mê lầm lạc, cho nên là quý vị thấy không, có những người thế thiên hành đạo, làm sao mà mình thay trời được. Trời ở đây là mình phải hiểu là cái định luật nghiệp báo tự nhiên, chứ không có ông trời nào hết. Làm sao mà mình thay cái định luật nghiệp báo để mà mình hành đạo được. Cái trường hợp bây giờ cái con mèo, thì khi mà nó thấy cái con chuột á, là cái con chuột là cái vật thực của nó, chứ nó không có biết cái đó là cái con vật. Nó thấy là cái đó là cái miếng ăn để nó nuôi sống nó. Bây giờ á, mình nói á, là mày con mèo mày ác, mày ăn con chuột, mình giết con mèo. Nói là sát nhất miêu cứu dạng thử. Nhưng mà khi mà mình giết con mèo đó là mình đã tạo cái nghiệp ác rồi. Cái chuyện con mèo á, là nó thấy cái kia là miếng mồi để nó ăn để mà nó sống thôi. Không, hay là hoặc là bây giờ cái con rắn á, nó bắt con nhái con ếch nó ăn. Bây giờ mình nói là con rắn mày ác quá, mày ăn con ếch, mày ăn con nhái, tao đập mày cho mày chết để tao cứu cứu con ếch con nhái. Cái vô tình mình đã tạo cái nhân bất thiện, mình gây cái nghiệp ác rồi. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết để xem xét. Hay là những cái người
họ nói là đi ăn cướp rồi chia cho nhà nghèo. À, nhưng mà không biết à, khi mà tài sản vật sở hữu có chủ mà mình cố ý lấy, ráng sức lấy và chiếm đoạt cái tài sản đó thì mình là kẻ trộm cướp, à làm bất thiện rồi. Mặc dù mình cướp cái tài sản đó mình không có sử dụng, mình đem mình cho người khác không, nhưng mà sao à, cái này á, là cũng có bất thiện, cái này cũng có thiện à, cho nên á là có những người tại sao mà trong đời sống á, họ phát sanh của cải cái bị mất à, bị cướp hay là bị lửa cháy hay là bị nước lũ cuốn trôi thế này thế khác, tại vì á họ làm vừa có thiện mà có bất thiện à, nó đi đôi với nhau à. Cho nên á là khi mà chúng ta học Phật pháp chúng ta phải biết rành rẹt cái này để chúng ta tránh xa, đừng có sanh cái tâm ngã mạn thay trời hành đạo à. Bây giờ cái chuyện nhân quả giữa con mèo với con chuột kệ nó à, chúng sanh ở trong đời sống à, nó tự nó gây ra, mình tự nhiên mình xen vô làm chi, rồi mình giết con mèo mình nó quan trái, mình gây cái quan trái với con mèo, mà rồi con mèo này đó là nó nhiều khi nó nghĩ cái con mèo này nó ỷ nó bự nó ăn hiếp mình nó giết mình không? Nó giành cái miếng ăn của mình đó. Thành ra đó chúng ta hiểu biết thì chúng ta thuận theo pháp à, bây giờ cái diễn tiến của nó mình đừng có ấy, mình đừng có xen vô à, nếu mà thí dụ như trong lúc mình có đồ ăn gì đó thấy không, mình muốn cứu con chuột à, thôi giờ mình đem cái miếng miếng thịt miếng thức ăn gì đó mình cho con mèo thì có thể là mình cứu con chuột, chứ đừng có giết con chuột mà để cứu à, đừng có giết con mèo để mà cứu con chuột à, đừng có giết con rắn à, để cứu con ếch con nhái à, mình có kiện mình giúp đỡ cho người nghèo chứ đừng đi đi cướp của nhà giàu mà chia cho người nghèo thì cái đó là rất là tai hại à, rất là nguy hiểm à, thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Nhân. Dạ chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin rất là kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy câu hỏi tường tận cho Nguyên Như và đạo tràng cùng nghe ạ. Dạ, bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể chờ sư cho tụi con vài phút để tịnh tâm bạch sư. Dạ, Nguyên Như xin dâng nước lại cho sư Tâm ạ. Dạ, mô Phật thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều. Kính thưa quý vị, bây giờ là 10:29 rồi. Bây giờ sư đọc một đoạn trong kinh Đại Niệm Xứ, rồi mời quý vị ngồi chánh niệm 5 phút nha. Kinh Đại Niệm Xứ. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, đô thị của xứ Kuru, rồi Thế Tôn nói các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các tỳ kheo trả lời Thế Tôn, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm
để chế ngự tham ưu ở đời. Rồi, mời quý vị thiền tứ niệm xứ 5 phút nha. Bây giờ là 10 giờ 31. Rồi, mời quý vị trở về với cái thân thọ tâm pháp. Chánh niệm tỉnh giác, thấy thân tâm này là pháp vô thường, thân tâm này là khổ, thân tâm này là vô ngã.
Dạ, mô Phật, hey, kính chào đạo tràng. 5 phút tịnh tâm đã trôi qua, bây giờ mời quý vị rải tâm từ nha. Rải tâm từ để nó giải ra những cái chướng duyên, phiền não, sân si đó. Về nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, từ bi hỷ xả. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, từ bi hỷ xả. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, từ bi hỷ xả. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho gia đình tôi được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho gia đình tôi được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự an vui. Dạ, mô Phật, kính thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Trước khi dứt lời, nguyện cầu ông Tam Bảo và chư Thiên gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày mai, ngày mai. Rồi bây giờ mời Nguyên Như hồi hướng phước báo đến cho chư Thiên nha. Như rồi, cảm ơn ạ. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sanh Thầy Dạ. Và thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ, Như xin kính mời chư vị cùng với Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng phước báo cho đến chư Thiên ạ. Và cầu mong những cái quả phước mà chúng ta đã trong sạch làm trong ngày hôm nay, chúng con cùng dâng lên tới đại đức quy niệm. Để cầu mong sư được khỏe mạnh, bình an và chống qua cái nạn này, bạch sư. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu bù chi ta soạn thân ca ron tê tha vi ha ra măng đà lê thế cha cha mắn cha na hoa ca cha phình ca vô xa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra sắp pa na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng bà tình cha tê sầm bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha giang tha tu chỉ răng sa tăng tham mô tham mẫn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắng go wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sanh tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề à lệ do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các ấy hằng được yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin
Kính mời chư quý Phật tử trở lại Trung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối thứ ba và cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam. Chúng ta lại được học những câu chuyện rất là hay và rút được một trong những bài học kinh nghiệm của cuộc sống từ những cái lời Phật dạy từ trong Ngài Quỷ Sự. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.